Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, uh, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 năm giáp thìn uh, để quý vị có thể là làm mọi việc cho được thuận lợi, may mắn và anh thông uh, Thưa quý vị, uh, chúng ta biết cái tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là cái tháng cô hồn ấy, tháng của âm hồn giáo quỷ, tháng của âm khí, tháng của âm binh hay còn được gọi là Tết quỷ và vào trong cái dịp tháng cô hồn hầu hết là mọi người kiêng rất nhiều thứ nên là động thổ xây nhà cưới hỏi thì người ta cũng kiêng vào làm những ngày này. À, tuy nhiên đấy uh, các cụ nói là gì bệnh quỷ sẽ có thuốc tiên. Ở à, trong tháng xấu thì vẫn có những ngày tốt để cho quý vị làm mọi việc cho được thuận lợi và may mắn. Và để hóa giải những xung sát, hóa giải những cái sát khí xấu và tăng cường thêm cái may mắn cho cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn này thì ngay sau đây tử thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt trong tháng 7 âm lịch để quý vị tiến hành làm mọi việc cho được thuận lợi may mắn và anh thông. À, quý vị thân mến thì để tìm ra ngày tốt thì tử thông sẽ sử dụng cái quyển sách là ngày tốt toàn thư ngày tốt toàn thư quý vị hãy mở trang 73 nhé trang 73 thì có phần là đồng công trạch nhật đó thì để chúng ta tìm hiểu về những ngày tốt trong tháng 7 âm lịch à, quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt toàn thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh quyển sách ngày tốt toàn thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không phải nhờ bất cứ một ông thầy nào đó thì đầu tiên bao giờ cũng vậy thì để chọn ra ngày tốt thì đầu tiên chúng ta cũng cần loại bỏ những ngày xấu cần tránh đúng không ạ? À, thưa quý vị, quý vị đã biết đấy, tháng 7 âm lịch nó khởi từ ngày mùng 4 tháng 8 đến ngày mùng mùng 2 tháng 9. Và ngày mùng 1 đó là ngày canh tí, tháng này là tháng nhâm thân nhá. Tháng 7 âm lịch là tháng nhâm thân, là tháng đủ có có 30 ngày đúng không ạ? 30 ngày. Tháng 7 âm lịch nó gồm có hai tiết là gì? Hai tiết lập thu và tiết sử thử. Trước lập thu một ngày là tứ tuyệt, sau lập thu thì tam sát tại nam các hướng là tị ngọ mùi người ta kỵ tu tạo động thổ và để tìm ra những ngày tốt thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh nhé ngày xấu cần tránh thì bao gồm những ngày sau đầu tiên là ngày sát chủ ngày sát chủ trong tháng 7 âm lịch nó là những ngày xỉu đúng không ạ những ngày xỉu nó bao gồm có ba ngày mùng hai tân xỉu 14 quý xỉu và ngày 26 là ngày ất xỉu thì ba ngày này chúng ta không dùng nhé tiếp theo ngày thụ tử thì nó cũng là ngày xỉu luôn nhé tức là trong tháng này ngày ngày xỉu này vừa là ngày sát chủ vừa là ngày thụ tử nên là quý vị dùng cần phải hết sức lưu ý đó Tiếp đến ngày thứ ba là ngày nguyệt phá. Ngày nguyệt phá thì nó là những ngày dần, những ngày dần. Nó bao gồm có ba ngày mùng 3 là nhâm dần, 15 là giáp dần và 27 là bính dần. Đó. Tiếp đến là ngày thứ tư là ngày con nước, ngày con nước là bao gồm ngày mùng 5 và ngày 19 nhé Thì ngày mùng 5 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày giáp thìn này. Ngày 19 thì nó rơi vào ngày mậu ngọ. Đây là con nước. Đó. Tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý đó là ngày thiết địa chuyển sát. Thiên địa chuyển sát nó là ngày tân dậu và ngày quý dậu thì ngày tân dậu nó phạm vào gì? Thiên địa chuyển sát đó. Tiếp theo một ngày nữa là ngày dương công là ngày mùng 1 và ngày 29. Ngày dương công ngày mùng 1 là ngày 29, ngày mùng 1 là ngày canh tí này. Ngày 29 thì nó sẽ rơi vào ngày 27, 28, 29 là ngày mậu thìn đúng không ạ? Thì phạm vào dương công kỵ, dương công. Mùng 1 là dương công. Đó. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lên xét, đó là ngày nguyệt kỵ. Nguyệt kỵ chúng ta sẽ có 3 ngày mùng 5, 14, 23. Ngày mùng 5 đó là ngày giáp thìn này. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào ngày Ngày 14 là ngày ngày quý sửu. Ngày 23 thì nó rơi vào ngày 22 23 rơi vào ngày nhâm tuất đúng không ạ? Thì chúng ta không dùng. Đó. À, đến một ngày nữa là ngày tam lương, ngày tam lương chúng ta sẽ có 6 ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 nó sẽ rơi vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 là ngày uh, ngày nhâm dần này. Ngày mùng 7 là ngày bính ngọ. Ngày 13 thì là ngày nhâm tí ngày 18 thì nó rơi vào ngày 18 là ngày đinh tị ngày 22 ngày 22 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày tân dậu cuối cùng là ngày 27 27 thì nó sẽ rơi vào ngày bính dần đó đó là những cái ngày tam lương cần tránh À, thưa quý vị, đó là những cái ngày xấu mà chúng ta cần phải tránh khi mà chúng ta chọn ra ngày tốt đúng không? Và tiếp theo để chọn ra được ngày tốt thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách là ngày tốt toàn thư nhé. À, quý vị hãy mở trang 73 để chúng ta bắt đầu tìm ra ngày tốt để tiến hành mọi việc cho được thuận lợi, may mắn và hành thông. Thì ngày đầu tiên chúng ta xét đó là tháng 7 là những ngày thân. Ngày thân là trực kiến đúng không ạ? Trực kiến. Đó. Thì ngày thân bao gồm có hai ngày mùng 9 là ngày mậu thân và ngày 21 là ngày canh thân. Thì trong đồng công viết ngày thân trực kiến, ngày mậu thân là ngày thiên xá. Ngày mậu thân ngày mùng 9 là ngày thiên xá này. Ngày giáp thân, nhâm thân, là ngày tỉ hòa chỉ có thể mai táng nhưng lại bị nguyệt kiến là đại hung không dùng được. Ngày canh thân thì sát tật thì trung cung tức là ngày 21 xấu không dùng được nhá. Đó. À, sinh ra tai họa liên miên nếu sinh con cái thì cũng xấu xí bệnh tật đấy. Như vậy là gì? Ngày ngày mậu thân cũng không tốt, ngày bính thân cũng không tốt, chỉ có ngày giáp thân là tốt thôi. Đó như vậy trong tháng này là gì? Thì ngày mậu thân là ngày xấu nhá, chúng ta không dùng được đó. Như vậy là ngày thân chúng ta không chọn được ngày nào đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét đến ngày dậu Ngày dậu thì phạm vãng vong, ngày ất dậu thì không có hung tinh nên phá nối phát cỏ, nhưng mà trong tháng này ất dậu không có đúng không ạ? À, ngày kỷ dậu thì phạm cửu thổ quý tức là ngày mùng 10 thì không dùng được. Ngày 22 lại phạm ngày tam nương nên là cũng không dùng. Đó. Ngày tân dậu đấy phạm vào thiên địa chuyển sát nữa nên lại cũng cú xấu. Đơn giản chúng ta cũng sẽ không dùng nhé. Tiếp đến chúng ta sẽ là ngày tốt. Ngày tốt là trực mãn. Ngày tốt trực mãn thì có thiên phú nhưng lại có thiên tặc. Ngày Bính Tuất, ngày Nhâm Tuất bị phạm ở Châu Tức Câu Giảo, lại bị bạch khổ nhập Trung Cung, dùng sẽ bị chiêu quan tư, thị phi bổ vây, ra môn được suy bại, tổ nhân khẩu, hoặc tật bệnh triền miên, khỏe rồi lại ốm, không rời khỏi giường bệnh được. Nói chung là ngày đại hung, chúng ta không nên dùng. Như vậy ngày Tuất thì chúng ta cũng sẽ không dùng nhé. Tiếp đây chúng ta xét ngày hợi, ngày hợi sẽ có hai ngày là 12 và ngày 24. Ngày hợi thì nói chung ấy bị đằng xà triền nhiễu, lại bị chiêu quan tư, bị khẩu thiệt thị phi, nói chung ấy hoạch họa hoạ, tai hương rất xấu nói chung là ngày ngày hợi thì chúng ta cũng sẽ không nên dùng à, tiếp đến chúng ta xét ngày tí ngày tí thì là ngày tí ngày tí đất có trực là trực định đúng không ạ ngày bính tí thì là hành thủy này à, gặp giờ trong sạch lại gặp được chỗ vượng còn có các cát tinh như huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng các cát tinh đầu chiếu nên sửa chữa tạo tác an táng hôn nhân khai trương xuất hành nhập trạch thì được đại cát nhưng ngày bính tí trong tháng không có Ngày canh tí mậu tí là ngày thứ cát, canh tí mậu tí là ngày thứ cát nhưng ngày canh tí lại bị phạm vào vào ngày uh, ngày dương công kỵ chúng ta không dùng. Ngày nhâm tí thì là ngày đả bảo bình, nói chung ấy, thì không tốt. Còn ngày giáp tí là ngày kim tự chết. Đấy, vậy nên là cũng không dùng. Như vậy là gì? Ngày tí cũng xấu đúng không ạ? À, chúng ta có ngày xỉu thì xấu chúng ta không dùng rồi, ngày xỉu ấy. Ngày sửu thì là ngày trực chấp bị sát tinh. Là châu tước đằng xà câu giảo không nên làm việc gì, nếu phạm thì bị thối tài tổ nhân khẩu ngày đinh sửu quý sửu thì bị sát tập nhiều trung cung sinh ra tai họa liên miên cũng không nên dùng đúng không ạ tiếp đến là sẽ ngày dần này ngày dần thì bị phạm vào tránh tứ phế canh dần mậu dần bính dần đều không tốt à, không nên dùng khi dùng thì chủ về thối tài tổn hại về người bị thị phi bị khẩu thiệt duy chỉ có ngày nhâm dần là có nguyệt đức dùng về ăn táng thì có lợi nhưng mà gì ngày dần lại phạm ngày nguyệt phá vậy thì chúng ta cũng sẽ không dùng tiếp đến chúng ta sẽ đến ngày mão ngày mão thì có ngày ất mão này ngày 16 sáu thì phạm chính tứ phế rất xấu đúng không ạ để chúng ta không dùng này ngày quý mão ngày mùng bốn ngày đinh mão ngày đinh mão và ngày quý mão thì có các huỳnh là các tinh như là huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng các các tinh đồng chiếu nên sửa chữa tạo tác an táng hôn nhân khai trương xuất hành nhập trạch đấy hoặc là nhậm chức làm trường châu dê thì cũng sẽ được đại cát như vậy là gì chúng ta có hai ngày tốt đầu tiên là ngày mùng bốn quý mão và ngày hai mươi tám đinh mão ngày mùng bốn này là ngày quý mão Đó và ngày tốt thứ hai là ngày hai mươi tám ngày đinh mão đó là ngày tốt thứ hai à, tiếp đến là chúng ta xét đến ngày mão khác thì nói chung ấy à, khi mà làm vào hai ngày này ấy, thì ngày 4 bốn và ngày và ngày hai tám thì chủ về sự nghiệp hưng vượng nhân khẩu thì hưng vượng này Sống sinh quý tử tuấn hành tài giàu có đúng không ạ các ngày mão khác thì thứ thứ khác như vậy chúng ta thì cả hết cái ngày mão rồi chỉ có đúng hai ngày này thôi đúng không ạ ngày mão là xấu Tiếp đến chúng ta xếp ngày thìn thì trực thành lại có thiên hỷ. Đó. Ngày nhâm thìn, ngày nhâm thìn thì có nguyệt đức. Đến ngày canh thìn bính thìn, canh thìn bính thìn thì nói chung ấy làm việc mai táng thì được thứ cát nhưng mà không nên dùng làm việc lớn. Như vậy là gì? Chúng ta thêm ngày 17 bảy có thể là dùng trong việc mai táng nhé. 17 là ngày bính thìn. Đó thì mai táng được thứ cát. Ngày giáp thìn, ngày mậu thìn thì bị bạch hổ nhập trung cung. Nếu mà phạm trong hai ngày này thì 3 đến 6 năm sẽ bị cảnh là gì vắng lạnh, gặp hung hiểm và gặp tai họa liên miên. Vậy nên người ta cũng sẽ không dùng nhé. Tiếp đến chúng ta xét ngày tị. Ngày tỵ thì nói chung ấy bị phạm vào tiểu hồng sa lại thêm chiêu tốt câu giảo, lại bị đằng xa triền nhiễu, mọi việc thì không có lợi. À, phạm ngày này thì bị chiêu quan tư tổ nhân khẩu đại hung không nên dùng. Nói chung là gì? Ngày tỵ thì quý vị cũng không nên dùng nhé. Tiếp theo chúng ta xét ngày ngọ, ngày ngọ này có hai ngày cũng xấu rồi đúng không ạ? Ngày ngọ thì có nguyệt đức, ngày bính ngọ mậu ngọ trong ba ngày này thì có lợi về việc hội họp dân tộc, nhập trạch động thổ các việc. trong vòng 60 đến 120 ngày thì là gì? có ăn có của, được phước, quý nhân tiếp dẫn, ruộng vườn hưng vượng. ra gia quyến thì an ninh đúng không ạ? các ngày ngọ khác thứ cát duy có ngoài canh ngọ thì không nên dùng. Như vậy là gì? Tiếp rằng gì ngày mùng 7 bính ngọ thì phạm đúng không ạ? Vậy nên là gì? Ngày 19, 19 của tội phạm vậy nên chúng ta không dùng nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày mùi. À, ngày mùi là trực bế có thiên thành, Đấy, có thiên thành thì là tốt. Đó. À, ngày quý mùi thì có hỏa tinh, có thiên đức, ngày kỷ mùi ngày kỷ mùi là ngày 20 đấy thì cũng có hỏa tinh nên tạo tác dựng cột các đoàn râu xuất hành nhập trạch khai trương thì được gì thì được thứ cát ngày tân mùi ngày đinh mùi thì là làm việc nhỏ cũng tốt đúng không ạ như vậy là gì chúng ta có thêm hai ngày tốt là ngày mùng 8 này là ngày đinh mùi này và ngày 20 là ngày kỷ mùi hai ngày này là hai ngày thứ cát quý vị có thể làm việc nhỏ được đó còn ngày ất mùi thì bị sát tần nhập chung cung nhưng mà trong tháng này không ngày ất mùi nhá vậy nên là chúng ta không xét đó à, thưa quý vị À, như vậy là gì? Chúng ta vừa sử dụng các quyển là ngày tốt toàn thư để tìm ra những cái ngày lành tháng tốt trong cái tháng 7 âm lịch để chúng ta tiến hành mọi việc cho được thuận lợi và may mắn. Thì trong cái tháng 7 âm lịch chúng ta sẽ có 5 ngày tốt. 5 ngày tốt theo đồng công trạch nhật nhé. Để quý vị có thể tiến hành làm mọi việc nó được thuận lợi, may mắn và hành thông. Đấy. Thì 5 ngày tốt trong tháng 7 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày đầu tiên là ngày mùng 4 là ngày quý mão. Ngày thứ hai là ngày 28 là ngày đinh mão. Ngày tốt thứ ba là ngày 17 là ngày bính thìn. Ngày tốt thứ tư là ngày mùng 8 là ngày đinh mùi, ngày tốt thứ năm là ngày 20 là ngày kỷ mùi. Đó, đó là những cái ngày tốt trong cái tháng tháng 7 âm lịch năm 2024. Hy vọng những cái chia sẻ của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn lựa chọn ra được cho mình những cái ngày lành tháng tốt để quý vị tiến hành mọi việc cho được thuận lợi và may mắn. Thì quý vị có thể là chép lại chụp lại những cái cái ngày tốt này để gì? Để quý vị có thể chủ động hơn trong cái việc là chọn ra những ngày lành tháng tốt cho mình. Bên cạnh đó, quý vị cũng đừng quên tham khảo thêm cuốn sách là ngày tốt tuần thư để tự tìm cho mình những ngày này tháng tốt. Thì ở trang 127 ấy, trang 127 ấy, thì nó có phần là gì? Lựa chọn ra giờ tốt, tự chọn giờ tốt. Thì quý vị cũng thể mở thêm trang ở, cái phần chọn giờ tốt ấy để chọn cho mình những khung giờ cắt lành nhất nhé. À, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn